Chào mọi người, nay thì mình sẽ gửi các bạn một trận đấu giải ở tài khoản 16 này. Thì sơ qua nâng cấp cho các bạn xem nhé. Tài khoản này 16 nhưng mà đi giải ở League 2 chứ không phải ở League 3. League 3 thì mình nghĩ là chắc chắn là tài khoản này mình sẽ giành được trong top 10 thôi. Tuy nhiên là mình đi ở League 2, gặp toàn 16 đổ lên thôi. Vì vậy là rất khó khăn cho mình trong cái việc chiến đấu. Đây như thanh niên này chẳng hạn. Win 76% rất là mạnh. Và mình đã bị thua mất hai trận bởi hai tài khoản 18. Đây là trận này và trận này. Hai tài 17, 16 thì mình còn đỡ được. Chứ 18 mà nâng cấp có 15 thôi thì các bạn nghĩ đỡ được không? Đây, thanh niên rất nhiều thanh niên mạnh mẽ nhé. Còn một số thanh niên nữa mà mình lâu rồi mình không vào nên là mình cũng không nhớ mặt nó lắm. Đây. Mình sẽ gửi đến các bạn trận đấu với bạn Sigma này. Đấy, trận đấu 27 phút khá là dài. Giải này thì mình cầm đỏ mình nghĩ là cũng khá là tự tin thôi, không có gì phải băn khoăn cả, nhất là tầm 15 đổ lên. Vì là cách đánh thì là mình cũng đã chia sẻ ở cái livestream đấy. Và hôm nay thì mình cũng sẽ chia sẻ lại cái kiểu đánh của mình ở trong cái giải đấu lần này. Ở trận đấu này thì đây là một cái map mà mình khá là ghét. Vì là với cái kiểu đánh của mình thì nó sẽ không thực sự là quá hiệu quả ở cái map này so với các cái map rừng. Và map này nhặt hộp thì nó cũng khá là lòng ngoằng, nó không gọi là đơn giản như mấy cái map rừng kia theo cách nhặt hộp của mình thôi. Còn nhiều người thì nhặt vẫn quen. Tất nhiên là mình không thích thì mình cũng vẫn phải chơi thôi. Chứ không thể bỏ được. Giải đấu mà. Đấy, sẽ có những cái map mà phù hợp với kiểu chơi của mình, phù hợp với nhãn quan của mình. Một số map thì nó sẽ không. Một số trận đấu thì mình sẽ, nếu mà đối thủ không quá mạnh thì mình sẽ ép lính 2 xe 1 mình đánh sớm ngay từ đầu. Tuy nhiên nhận thấy thanh niên này gọi là có chút nguy hiểm. Vậy là mình đã chơi thủ và đã kéo dài thời gian trận đấu và đánh lâu về dài. Tuy nhiên là sau khi trinh sát nhà thì mình thấy cái kiểu đánh của mình đấy là hơi bị sai. Vì là nếu mà mình chơi lính 2 xe 1 ấy thì mình sẽ đẩy quân sang nhà địch khoảng tầm 3 phút 30 thôi. Là lúc đấy mình đã gần full quân nhà 4 à, nhà nhà 2 rồi. Vậy là đánh thì nó sẽ dễ dàng hơn. Đây thì bên kia triển khai lối chơi là xe 2 và lính 1. Lúc này thì mình có kéo quân lên đây. Đấy. Tuy nhiên ở đằng sau nhà mình thì có một chút quân đi vào đệm móc. Này thì mình đã bắt đầu ra được máy bay rồi và đang cố gắng dùng máy bay để tiêu diệt đi những cái xe này. Thì ở cái map này đây là một cái vị trí khá là hiểm yếu của quân địch cũng như là của bên mình khi mà quân địch có thể móc vào cái vị trí này. Vậy là mọi người chơi chú ý là trinh sát ở đấy. Ngay trận đấu này thì mình đã không trinh sát và đã bị một tướng móc. Thiệt hại không gần như là không có khi mà bên địch bị thiệt hại quân nhiều hơn. Tuy nhiên là đấy là một cái vị trí hiểm yếu mà mọi người nên chú ý hơn trong các cái trận đấu. Với cái lợi thế ban đầu, tuy nhiên là hai bên nhặt hộp vẫn nhặt các cái điểm vẫn khá là cân. Và hiện tại thì đến tầm 7 phút này thì mình bắt đầu hơn được 4 xe này. Mình đang kéo quân lên vị trí bên trên này để có thể tấn công vào nhà địch. Còn ở đây thì quân địch đã bỏ lỡ một hộp. Tuy nhiên là quân địch cũng đã ra được máy bay và cũng như là có hệ thống phòng không và chủ động chơi xe 2 và xe 1. Thì cái bài xe 2 xe 1 này khắc chế khá là tốt cái bài lính 2 của mình. Vâng, kẹp với lại Ama lính 2 mà kẹp Ama thì là sẽ rất là khó chơi với bài kia. Gặp bài kia thì chỉ có full Ama mới đỡ thôi. Vì là xe 1 dọn lính 1 rất là nhanh, khoảng tầm 4 5 con thổ phát nó bay hết một dàn xe lính lính 2 luôn. Và lúc đó thì là T21 nó sẵn sàng xỉa chết những con Ama của mình. Lúc này thì máy bay mình cho quần đảo liên tục ở trên không phận ở nhà mình. Và mình ra thêm cả nhím nữa. Đấy. Khi mà quân địch có máy bay thì mình đã có nhím, nhưng mà tuy nhiên là nhím của mình ra hơi chậm. Và số lượng hộp của mình đã nhặt là gấp đôi quân địch và lượng tài nguyên cũng theo đó mà gia tăng lên. Lúc này thì quân địch có một pha tấn công vào nhà mình. Với những cái tấn công vào cái đàn xe này thì phải. Tuy nhiên là đã không bắn được xe.
và đang bị máy bay của mình cũng như là hệ thống phòng không trả lại sát thương khá là rác, và thanh niên này đã bị mất đi 4 máy bay, à 3 máy bay, và cái thứ 4 này cũng có vẻ là sẽ sớm rụng thôi, khi này hệ thống phòng không mình đã bắn nó nổ rồi. Thì đây là một tên mình nghĩ là quân địch đã lỗ rất là nặng. 4 máy bay đổi 4 xe hàng đã là lỗ rồi. Vì là xe hàng là cái xe mà mình đi nhặt về thì nó sẽ được khoảng 250 đến 300 tài nguyên, và cũng bằng một cái máy bay của địch thôi, mà quân mình thì lại không mất, mà quân của địch lại mất, thì đấy cũng chính là cái lỗ đến từ quân địch. Mà đây lại chỉ đổi được có 2 cái thôi thì lỗ khá là nặng. Quân mình ở đây thì vẫn đang triển khai rất là nhiều quân. Và nhím thì các bạn nên nhớ là đưa ra chơi, mình sẽ ra máy bay và đưa nhím lên giữa bản đồ để đứng. Đấy, kể cả những cái map rừng cũng vậy, mình đưa giữa bản đồ mình đứng thì là lúc đó quân địch có bay qua để tấn công nhà mình hoặc là trinh sát phá hủy đi các xe hàng cũng sẽ gặp hệ thống xe phòng không của mình. Quân địch sẽ phải lựa chọn giữa việc là tấn công xe phòng không hoặc là tấn công đến các xe hàng, và mình sẽ có cả máy bay để hỗ trợ nữa. Như vậy là cái lực lượng phản ứng nhanh của bên mình sẽ tốt hơn khi mà đã có hệ thống phòng không ngay tại chỗ và có cả máy bay đáp trả lại cái nguồn sát thương nữa. Vậy là quân địch sẽ khó khăn trong việc tấn công và cũng như là sẽ bị mình tiêu diệt đi quân trong cái lúc mà có ý định gây sát thương đến quân của mình. Và xe hàng đi đâu thì là nhím đi theo đấy. Đấy, hoặc là mình có thể rải rải nhím ra trên cái đường mà xe hàng di chuyển đến một cách đánh. Và trước những con nhím thì mình nên để một cái con lính, khi mà con địch dùng lệnh trinh sát ấy, thì nó sẽ quân địch chắc chắn là không có tầm nhìn của nhím mình, mà sẽ phải dùng lệnh trinh sát để cái lần đầu tiên có thể tấn công được vào quân của mình. Vậy là khi mình để con lính một ấy, thì tất cả máy bay của địch sẽ bắn vào con lính một đấy trước, và những cái con nhím của mình sẽ không bị gây sát thương ngay, vì lúc đó nó sẽ bị bớt đi được sát thương và có thể gây sát thương luôn lên được những con máy bay của quân địch. Đấy là cách mọi người có thể áp dụng bằng cái việc là cho nhím lên đồi hoặc là lên một cái địa điểm nào đó mà quân địch lại có máy bay. Đấy. Ngoài thì mình đang cho một con xe một ra đây di chuyển đến phía đồi nhặt đi cái hộp này. Quân địch có vẻ có máy bay và có thể là cũng đã nhìn thấy cái hộp này nhưng mà chưa thấy nhặt đi. Vậy là nó không lụm thì mình lụm thôi. Ở đây thì với cái hệ thống lính 2 và AMA thì mình nghĩ là tạm có thể phòng thủ được, vì là quân địch cũng không phải có sức mạnh quá nhiều. Lúc này thì mình bắt đầu đưa AMA lên cái vị trí trên đây để nhặt hộp. Sẽ đẩy nhanh thời gian được một chút khi mà trận đấu khá là dài. Lúc này ở đây thì là quân địch bắt đầu có một tên móc, vâng, mình đã không để ý trinh sát ở góc bên trên này. Và với hệ thống máy bay tuy là có thể phòng thủ được nhưng mà bên sau địch lại có cả hệ thống xe phòng không nữa, rất là khó khăn cho mình trong cái việc phòng thủ ở đây. Nhưng mà quân mình hầu hết đứng ở phía đằng trước này chứ không phải đứng ở đằng sau. May sao là lúc lúc trước mình có ý định là mở rộng diện tích nhà và đã xây cái xưởng xây dựng ở đây, là đã có thể xây một cái hàng rào tường khiến cản bước khá là nhiều T-21 quân địch. Nếu không nó lùa sâu bên trong này thì cái sân bay của mình sẽ bay hết và có thể là thêm nhiều công trình nữa. Lúc này thì quân địch đã lùi lại một chút khi mà nhận thấy là bên mình đã kéo quân ra cũng như là có các cái động thái phòng thủ mạnh mẽ. Tháp canh này thì đã bị quân địch bắn, tuy nhiên nó chưa bị phá hủy ngay khi mà máu thì nó đang trong tình trạng ngấp ngoái rồi. Máy bay của mình lúc nãy là có 4 hay 5 con gì đó thì là sau một vài pha lượn đã bị phòng không của quân địch rỉa đi, cũng mất khá là nhiều máu. Lúc này thì quân địch dường như chuyển sang đánh xe 1, xe 2 cũng như là xe phòng không rồi, chứ không dùng máy bay nữa, vì ở đây mình thấy chỉ xuất hiện có duy nhất một cái máy bay thôi. Ở một số map rừng thì gần cái khu vực nhặt hộp này, cái hộp khu vực hộp mà khi xe về nó có rơi lại thì sẽ có một vài cái bụi, thì mọi người có thể đứng ở đấy, gọi là cho quân lính 1 ấy, lính 2 đứng ở đấy, sau khi canh được xe hàng của quân địch về thì có thể ra hôi vàng đến từ quân địch. Thứ nhất là mình có thể nhận được tài nguyên và khiến quân địch mất đi một lượng tài nguyên lớn. Lúc này thì mình bắt đầu cho AMA ở đây đặt mìn để
cản bước quân địch khi mà quân địch có ý định sẽ móc vào đây tiếp chẳng hạn. Và quân địch thì vẫn tiếp tục đưa quân lại đây. Mình lại chơi kiểu hack não quân địch, đó chính là khi mà mình đã bị tấn công vào đây và mình xây thế này rồi thì mình nghĩ là quân địch sẽ không tấn công lại vị trí đấy nữa. Và mình đã cho quân lùi ra đằng trước này. Đấy, tuy nhiên là quân địch khá là dày mặt khi mà tiếp tục quay lại đây và tấn công những cấu đỉa đi một số công trình của mình. Máy bay của mình chỉ mới có 2 con thôi. Vì vậy là sát thương nó không gây nên được quá nhiều, và đặc biệt là đấy mới chỉ là máy bay 15. Ngoài ra đằng sau quân địch có cả hệ thống phòng không nữa. Đấy, đứng dạng chân đây sẵn rồi. Bắt đầu thì mình mới huy động thêm lực lượng lính 2 ra để có thể tấn công. Bên kia tuy có xe 1 nhưng mà xe 1 không đứng gần nên là không có khả năng phun lửa vào quân của mình được. Vậy là sát thương của xe 1 lên quân của mình không quá nhiều, chỉ với cái hệ thống súng máy kia. Này thì mình đưa quân lùi về. Nếu mà cứ đưa tiếp tục ra thì sẽ bị lửa khá là rát. Ở trên đồi thì quân địch T21 và đã búp tem lên để tấn công các cái công trình của mình một cách tốt hơn. Đây một pha điều máy bay đến từ bên mình, tuy nhiên là góc điều nó hơi hơi hẹp và máy bay mình thì bị bắn nhẹ nhẹ thôi, đã bị về một lượng sát thương khá là lớn. Lúc này ở trên đây thì mình bắt đầu đưa một tên đi, dự định là sẽ công vào móc vào nhà địch. Tuy nhiên là lực lượng quân ở nhà địch ra là khá là lớn và có như là có vẻ như tên này mình đã bị lỗ rất là nặng khi mà mình đưa đi có cả 2 khói cũng như là lính nhím và lính 2, và quân ở trên đây thì bị chích sạch và quân địch thì lại không bị tiêu diệt quá nhiều. Tình thế lúc này thì đang khá là nguy cấp khi mà bên địch vẫn còn khá là nhiều quân và mình thì dường như là quân đã bị hao hụt đi rất là nhiều. Tuy nhiên là trong cái lúc quân địch tấn công mình thì quân địch lại không chú ý đến cái việc mà đi nhặt các xe hàng, và các cái xe hàng thì mình vẫn được đưa về nhà khá là đều đặn. Đây là một cái lỗi khá là lớn đến từ phía đối thủ. Thì nếu mà gặp một người chơi thực sự là lão luyện thì mình sẽ bị thua. Vì xét về nâng cấp thì tài khoản này không thực sự là quá mạnh. Tính tổng là 1k nâng cấp. Tuy nhiên là bên kia thì có thể là nâng cấp max 16 rồi. Theo như mình nghĩ là vậy, vì tài khoản đấy mình thấy lên 16 khá là lâu. Cũng như là huy chương các thứ. Tài khoản này nếu mà nâng cấp cơ bản ở 15 mà mạnh thì sẽ đấu được khá là ngon. Tuy nhiên là như vừa rồi mình cũng đã sâu tài khoản rồi đó, chỉ có một vài chủ lực là mắc thôi. Nhà cửa thì tuy là mình chưa sâu nhưng mà nhà cửa nick này cũng khá là bìu nhiều, và đặc biệt nếu mà nhà cửa có mắc thì cũng khá là khó chống lại trước sức mạnh và sát thương đến từ những cái đơn vị ở bên xanh. Lúc này thì quân của mình đang khá là ít, vì vậy là mình đã phải lui về gom quân lại để tránh trường hợp mà đưa quân đi tá lả như vừa rồi, đưa lên kia tấn công mà lại không gây được gì cả mà lại còn bị trả lại sát thương và đã mất hết một đám quân. Trong trận thì lúc này mình nghĩ là mình sẽ có khả năng bị thua. Tuy nhiên là mình vẫn tiếp tục mình chơi khi mà xe hàng đang về thì một cái lượng tài nguyên bổ sung cho mình cực kỳ lớn. Đây cũng vậy, quân địch có thể tấn công được mình nhưng lại không quản được các cái xe hàng của mình thì đây là một cái thiệt thòi đến từ quân địch. Và quân địch lại không tấn công vào ngay mà chỉ tập trung quân ở vị trí lên đây thôi, khi mà quân của mình ở đây tất nhiên là có, nhưng mà quân địch quân hiện tại đã nhiều hơn mà lại không tấn công ngay, và vì là không có sự trinh sát đến từ máy bay 2 nên là quân địch chưa dám đi vào tấn công. Lúc này thì mình đã ra được khói rồi, với cái lượng tài nguyên nhặt từ các xe hàng rất là lớn, mình đã ra được khói. Mình có ra cả lính 3 nữa để tấn công lại các cái lính 1 quân địch, thì mình thấy thấp thoáng đâu đó có con lính 1. Lúc này có khói rồi thì mình bắt đầu đưa lên để tấn công. Thì quân địch chỉ có T21 mới có khả năng bắn chỉ định thôi. Và những cái con xe 1 sẽ bị phế đi cái hệ thống phun lửa khá là nhiều khi mà quân mình đứng trong làn khói này. Đây, dễ dàng tiêu diệt gọn các cái đơn vị của quân địch. Tiếp tục là T21 được đẩy lên. Nhưng T21 gặp lính 2 thì sẽ khá là khó khăn trong việc tấn công. Và đặc biệt đây còn bao phủ bởi khói nữa. Vậy là cái lượng sát thương của T21 sẽ bị hạn chế đi. Tuy là T21 có khả năng bắn chỉ định
nhưng mà sát thương của nó lại không phải là quá nhiều và độ trâu bò thì lại ít. Như vậy là không thể đứng lại mà bắn chỉ định vào giữa đám khói của mình để tiêu diệt được quân mình được. Đây là một cái tên có khói và cũng như là sẽ đã giúp mình giữ lại được thế trận và cũng như là khiến quân địch bị hao hụt đi lực lượng khá là nhiều. Và 5 cái xe phòng không ở đây thì mình đang cố gắng lùa quân lên để tấn công và phá hủy đi. Nhờ vào cái lực lượng xe hàng được tiếp tế liên tục thì quân địch đã bị mình lật lại. Lúc này thì quân địch lại tiếp tục ra máy bay chứ lại không ra cái T-21 và C-1 nữa. Có vẻ là cũng đảo bài, đổi bài đánh. Tuy nhiên là cái lượng xe hàng mình đưa về đang ngày càng nhiều. Và đây thì lại tiếp tục một tên nữa. Cái chiến thắng của mình bằng việc thu thập các cái xe hàng này đang đến rất là gần. Và quân địch lúc này sẽ khá là cuống trong cái việc tìm cách phá hủy các cái xe hàng hoặc là tấn công mình để win. Tuy nhiên là tấn công mình sẽ rất là khó khăn khi mà mình đã có lực lượng quân phòng thủ ở đây rồi. Phá cái xe hàng thì mình đã có máy bay để có thể trả lại sát thương khi mà quân địch có ý định phá hủy đi các xe này. Cái trận đấu này nếu mà một người chơi thực sự là ngang kèo với mình hoặc là có kinh nghiệm hơn một chút thì mình sẽ rất là khó khăn và có thể là sẽ thua khi mà quân địch trong cái lúc đi tấn công mình hoàn toàn có thể đi nhặt hộp hoặc là quản đi những cái quản map để phá hủy những cái xe hàng của mình chẳng hạn. Thì đấy là một cái lỗi khá là lớn đến từ quân địch khi mà có thế tấn công và gây cho mình thiệt hại lớn nhưng mà lại không cắt cắt đứt đi cái nguồn cung của mình. Đây thì quân địch đã có một cái lượng quân tụ tập ở đây có vẻ là cũng khá là nhiều khi mà máy bay mình trinh sát được. Tuy nhiên là bên kia thì lại không dám tấn công. Còn lúc này thì quân địch đang sang đây và phá đi cái sân bay nhà mình. Và các máy bay của mình cũng đang trả lại một lượng sát thương. Và những cái máy bay tấn công của địch hình như là cũng bị chết gần hết rồi. Mình mất đi một máy bay và hình như là hai chim gì đó. Mà quân địch mất đi 4 thì mình vẫn lời một chút. Còn các xe hàng của mình có vẻ như là đi về sẽ khá là an toàn thôi. Khi mà quân địch đã hết máy bay rồi và có quân của mình đang đứng chặn ở đây. Và lực lượng quân này là cũng khá là lớn, quân địch muốn phá hủy đi không phải là một điều dễ dàng. Với cái lượng xe như này thì mình theo như mình tính toán sơ qua thì nó là đủ để mình chiến thắng. Và lúc này thì mình bắt đầu kéo quân lên đây, với định là sẽ đưa quân này đi tấn công. Mình bắt đầu ốp vào nhà địch với lực lượng quân cũng khá là đông. Tuy nhiên là bên kia đã lùi về và nhờ sự trợ giúp của thêm cả lô cốt nữa. Và cái đơn vị điều lên điều xuống khá là mượt. Tuy là mình có khói nhưng khói tầm này tầm bao phủ rất là hẹp. Và quân của mình đã bị tiêu diệt sạch. Và lúc này thì mình khá là hoang mang đấy. Khi mà lực lượng quân của mình đã không còn gì. Tuy nhiên mình vẫn còn máy bay. Và quân địch thì sao? Mình chỉ cần phá hủy đi hai xe hàng, à một xe hàng của quân địch thôi. Mình đã có thể win rồi vì là phá hủy xe hàng của quân địch cũng cộng vào xe hàng của mình. Tuy nó không được nhiều như mình nhặt về nhưng mà nó vẫn là có. Và lúc này thì lực lượng 6 máy bay của mình đã bắt đầu hoạt động, cất cánh và phá hủy đi. Vừa rồi thì mình có thấy quân địch nhặt được cái xe ở bên dưới. Thì lúc đợt này mình bắt đầu cho quân trinh sát ở vị trí trên đây. Mình canh cái đường xe hàng đi về mà. Vì các cái xe này ấy, thì nó đi di chuyển khá là chậm. Thì sau một thời gian thì hoàn toàn mình vẫn có thể cố gắng canh được và mình đã phá hủy đi hai cái xe hàng từ quân địch và mình đã đủ cái số lượng xe vận chuyển về để giành chiến thắng. Vâng, một trận đấu có thể nói là gặp một đối thủ không thực sự là quá nhuần nhuyễn về chuyên môn, còn về khí tài cũng như là cách đánh thì mình nghĩ là khá là ổn khi mà cũng ra được các cái đơn vị khắc chế mình. Và trận đấu đến đây là kết thúc rồi, cảm mọi người đã xem nhé, chào mọi người.